Chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay là thứ bảy cuối tuần và trời hôm nay 18 độ C rất là ấm. Thì ở nhà buồn quá, nhà Ngân đã tổ chức đi ra đây nướng BBQ cùng với mấy anh chị ở xóm Việt. Đây Ngân có chuẩn bị bếp và than và một ít gà, ít thịt đang nướng đây mọi người ơi. Đây thịt nướng nãy giờ mới chín rồi. Ở dưới Ngân có nướng thêm khoai tây nữa. Khoảng nhiêu độ C ta? 18 độ C. Nhưng mà không có gió nên rất là nóng mọi người. Xung quanh công viên Ngân đang nướng đồ mọi người. Bên đây có một cái tượng đài thánh giá. Đây xung quanh nhiều người đang nằm phơi nắng mọi người. Ở xa kia thì rất là đông. Kia ở phía xa kia mọi người đang nướng đi kêu rất là đông luôn. Trời mưa rất đá. Ở bên Việt Nam thì chắc chắn không có bao giờ nướng đồ hay là công viên thoáng mát dạo chơi này, nhưng mà ở đây thì có thời gian để ra ngoài ngày cuối tuần, bởi vì bên đây ngày cuối tuần thì đa số đều nghỉ việc. Đây là đồ ăn Ngân đã chuẩn bị sẵn. Ở đây có nước uống nè. Đây có thịt gà ướp sẵn. Đây là thịt heo ướp sẵn mọi người. Đây xúc xích xiên để nướng. Và sáng thì mình có làm một ít xôi. Xôi sầu riêng. Đó, rất là ngon mọi người. Đây gà đây. Cái gà vừa nướng xong này. Đây là đĩa gà Ngân vừa nướng xong, rất là thơm. Đây, bên đây thì có chuẩn bị bánh mì sandwich và một ít táo, ít bánh cho các em nước ngọt. Đó, chủ yếu ra đây là chơi vui thôi. Quay Khang nè. Quay Khang ngồi đây nè. Bầu trời rất là trong xanh, rất là thoáng mát. Nó qua đây qua nước ngoài mới có dịp mà tụ tập nướng đồ ăn như vậy. Hết cấm dịch rồi mọi người. Người ta đã cho mình nướng đồ ăn tụ tập. Thì những ngày vừa qua thì bên đây nó cấm, đâu có cho tụ tập đông người. Bây giờ gió cũng lên rồi. Xung quanh đây mình thấy nhà người dân cũng rất là nhiều. Mà mình nướng đồ ăn thì nướng xa nhà mấy người dân xíu. Bởi vì xung quanh đây là có bưu điện nó luôn theo dõi, đi quan sát xung quanh.
Đó, thằng không nói mà ăn đi rửa. Hai chị em đang ngồi ăn nè. Giết con, giết con bỏ lít bắt đấy con. Đầu kia đang sống cho ớt tầm 3 lần rồi đấy. Đi ra kia bảo với chị. Chiến đi.